Ok thì xin chào tất cả mọi người trên kênh YouTube kiếm tiền online của mình. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái ứng dụng xem video ngắn kiếm tiền online và ứng dụng đó có tên là Detox nha mọi người nhá. Thì ứng dụng này có bao nhiêu hình thức kiếm tiền online thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhá. Thì điều đầu tiên mình sẽ phải chia sẻ cho mọi người cách tạo tài khoản miễn phí để mọi người có thể tham gia và kiếm tiền trên nền tảng nhá. Ok thì uh, tham gia thì nên tham gia mình sẽ để dưới mô tả và phần bình luận của video này. Ờ mục đầu tiên là địa chỉ Gmail đăng ký. Tiếp theo nó sẽ hiện ra một cái mã xác minh này. Mọi người ấn chữ lấy mã xác minh cho mình nhá. Thì lập tức nó sẽ chuyển mọi người một cái code đến cái Gmail mọi người đăng ký và mọi người sẽ nhập vào đây cho mình. Tiếp theo là số điện thoại này, mật khẩu đăng nhập này, xác nhận lại mật khẩu đăng nhập. Và phần cuối đó chính là mã giới thiệu, mọi người cứ để nguyên cho mình nhé Và khi nhập xong thì mọi người chữ tạo tài khoản cho mình. Là mọi người đã tạo thành công một tài khoản miễn phí nhá. Và khi tạo thành công rồi thì mọi người sẽ quay lại đến cái ứng dụng Detox cho mình để mình có thể là nói đến cái vấn đề kiếm tiền nhá. thì uh, khi em mở lên rồi mọi người sẽ phải đăng nhập cho mình. thì cái phần đăng nhập thì nó đơn giản rồi thì mình xin phép là mình bỏ qua cái phần đó nhá. mọi người sẽ đăng nhập bằng uh, hình thức là gmail hoặc là bằng số điện thoại là được nhá mọi người nhá. ok. thì cái hình thức kiếm tiền đầu tiên của nó là xem video kiếm cái đồng đi tóc hình thức thứ hai là chia sẻ bạn bè để kiếm tiền nhá mọi người. Còn cái vấn đề chia sẻ bạn bè Tí nữa mình sẽ nói đến cái phần đó nhá Ok thì uh, mọi người xem video này này Giống như xem tiktok thôi Cũng like, tim, follow hoặc là bình luận Để kiếm cái đồng đề tóc nhỏ nhá Khi một người tham gia miễn phí Thì mọi người sẽ nhận được một cái máy khai thác miễn phí Và mỗi ngày nó sẽ làm nhiệm vụ là 5 lần Và thời gian của cái máy khai thác này là 5 ngày nhỏ nhá thì một người muốn muốn xem chi tiết thì mọi người sẽ ấn chữ nhất nhiều mã à, nhận nhiều máy khai thác hơn cho mình thì mục này mọi người sẽ kiểm tra được đầu tiên là tổng tài sản, dân sắt máy khai thác này, khai thác của tôi. Thì đây mình đang chơi miễn phí nhá. đó một ngày mình sẽ thu nhập được là 300 cái đồng tóc thời lượng của mình là 5 ngày nữa mình sẽ kết thúc. Ngoài ra, mọi người có thể nâng cấp nhá, nâng cấp để kiếm thêm nhiều cái đồng tóc hơn. Ở đây thì mình chỉ chơi miễn phí thôi. Nói chung là mình thích chơi miễn phí hơn là chơi đầu tư. Còn ai mà muốn chơi đầu tư thì mọi người sẽ quay đến cái phần đó chính là dân sắt máy khai thác cho mình thì cái mục này thì nó sẽ có bốn à ba cái này đang xem này thích găng tay này huy hiệu kim cương mọi người có thể ấn dấu hoặc chấm cho mình để đọc qua cái cái mà mọi người muốn đầu tư nhá đó thì xem video này thời lượng là vĩnh viễn này nhiệm vụ một ngày là năm này và khi đổi thì là 3 triệu cái đồng detox. đó mỗi video thì sẽ là 9.000 đồng detox. và một ngày mọi người sẽ thu được là 45.000 cái đồng đê tóc nhé nhá đó lợi nhuận hàng ngày đây là 1,5 phần trăm tổng lợi nhuận của máy là 300 phần trăm đó là cái phần là uh, đang xem nhé nhá còn uh, thích găng tay này mọi người có thể đọc qua nhá và tiếp theo là huy hiệu kim cương để có thể là uh, đầu tư vào đây thì mọi người sẽ nhìn cho mình dấu cộng này dấu cộng đó thì đây mọi người có thể chọn một trong ba cái này số lượng thì thấy ở đây người ta đề là một thì mọi người sẽ chọn là một cho mình nhá và chữ xác nhận thanh toán và mọi người chuyển tiền cho người ta là xong nhá người nhá và khi có rồi thì mọi người sẽ quay lại đến cái phần trang chủ mọi người xem video cho mình họ xem video để kiếm cái đồng đê tóc mọi người nhá ok chưa vấn đề tiếp theo là mình sẽ chia sẻ cho người vấn đề kiếm tiền miễn phí nhận người nhá đó chính là việc chia sẻ bạn bè thì mọi người sẽ quay lại đến cái phần à kim cương này là đó chỉ là vấn đề cá nhân nhé mọi người nhá. Thì mình sẽ nhìn cho mọi người chữ khai thác nhóm. Thì trước khi vào cái phần này thì mình sẽ nói đến một cái phần khá là ngon. Đó chính là cái um, sự kiện detox thì ở đây mọi người thể đọc qua nha mọi người nhá. Còn đây thì mình đã ghi lại cho mọi người rồi. Sự kiện thì diễn ra từ ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6. Tức là còn uh, tầm khoảng là 8 hôm nữa thì nó sẽ kết thúc nhé mọi người nhá. Đây thì mình đã ghi ra một cái văn bản rồi khá đẹp luôn đầu tiên thì mọi người có thể đọc qua cái uh, thông tin này nhá hiện tại đây là một cái ứng dụng giải trí nó nằm uh, mục đích là ưu đãi cho tất cả mọi người muốn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ về uh, những cái ưu đãi đặc biệt của f0 thì đây mình sẽ đọc qua đến phần ưu đãi nhá nói chung là đọc nhanh thôi đầu tiên là khi tham gia thành viên mới và sở hữu được một cái máy khai thác là 3 triệu đồng detox trên ứng dụng detox này nhá thì mọi người sẽ nhận được là 70.000 nghìn và 10 triệu kết hoạt cái máy 10 triệu detox thì mọi người sẽ nhận được là 234.000 và tiếp theo là 70 triệu thì mọi người sẽ nhận được là 1 triệu 638.000 mọi người nhá. và sự kiện này thì nó sẽ kết thúc là ngày 18 tháng 6 thì đây người ta đề cập là ngày 19 thì cứ sang ngày 19 là tự động kết thúc thôi đó thì mọi người có thể tham gia nhé nhá Ok và bây giờ mình sẽ hướng dẫn tham gia này thì mọi người sẽ quay lại ứng dụng và mọi người sẽ nhìn cho mình cái chữ khai thác nhóm đó khai thanh nhóm mọi người sao chép cho mình này đó khi sao chép xong rồi thì mọi người lên mạng xã hội mọi người chia sẻ cho mình chia sẻ càng nhiều thì mọi người sẽ càng nhận được nhiều tiền nha mọi người nhá thì bên cạnh đó thì mọi người sẽ kiểm tra được nhóm của tôi thì nhóm của tôi này thì mình sẽ phải nói một cái bảng nữa để cho mọi người có thể nhìn vào đó và người xem và mọi người sẽ dễ hiểu hơn nhá thì đây là cái phần mời bạn bè nha mọi người nhá đó mọi người có thể đọc qua cho mình này đó, nó sẽ dễ tính hơn nhóm của tôi là cấp 1 sẽ được 15% này cấp 2 là 10 này công đoàn là 5%, công đoàn 2 là 3% và công đoàn 3 là 2% nha mọi người nhá. Đó là cái vấn đề mời bạn bè nha mọi người nhá. Ok thì bây giờ sẽ quay lại đến ứng dụng desktop này. Ok thì cái phần nhóm khai thác nó chỉ có đơn giản là như vậy thôi nha mọi người nhá. Anh em có thể kiếm tiền miễn phí từ cái việc là mời bạn bè nha mọi người nhá. Còn là một cái vấn đề tiếp theo là vấn đề uh, là tiền đúng không là tiền thì mình vừa chia sẻ rồi thì uh, mình sẽ nói đến vấn đề là rút tiền nha rút tiền thì đầu tiên mọi người sẽ nhìn cho mình cái công cụ thường dùng này. Nó sẽ có một là địa chỉ ví, hai là số tài khoản. Thì ở số tài khoản này thì mình đã lưu thành công số tài khoản ngân hàng của mình rồi. Đó, từ đầu tiên là tên ngân hàng này, chi nhắn này, tên người hưởng thụ này, số tài khoản mình đã lưu thành công rồi. Tiếp theo là địa chỉ ví thì đây là địa chỉ ví USDT TRC20 của mình và PET20 quả à, của ứng dụng Detox nhận của nhá. Ok. Thì khi có tiền rồi và muốn rút tiền thì mọi người sẽ nhìn cho mình được cái chữ ví này này đó mọi người sẽ nhìn cho mình cái chữ rút tiền được chưa nó rút tiền này đó bên cạnh thì cũng có là tiền đó mọi người thể nạp ở đây hoặc là mọi người có thể nạp từ cái máy khai thác nhộng người nhá rút tiền thì uh, mọi người sẽ rút uh, đơn giá của cái đồng mà uh, pet 20 này đó mọi người ấn uh, chữ rút tiền được chưa và khi rút tiền thì uh, mọi người thể là uh, nhìn cho mình tiếp cái phần trung tâm này trung tâm đây mọi người có thể mua bán cái đồng Detox tóc ở đây thì mọi người thể ấn chữ mua này họ mua mua với đơn giá là 0,05 đó số lượng là bao nhiêu là tùy nhưng mà nhá vẫn chữ mua đó thì mình sẽ để mua qua này mua thì đầu tiên thì sẽ copy số điện thoại này tên ngân hàng này số người hưởng thụ này tên ngân hàng chi nhắn này và gửi tiền xong mọi người sẽ có bill bill mọi người sẽ ở đây mọi người gửi vào đây cho mình và chữ tôi đã thanh toán thành công thì lập tức người ta sẽ cộng tiền khi người ta nhận được tiền của mọi người nhá Ok tiếp theo là bán này mọi người có đồng đi top mọi người bán ở đây nhá Đó đơn giá là đó, số lượng ở đây người đã đề cập rồi này nó tùy mọi người nhưng mà nhá mọi người có thì cứ bán cho mình ok vấn đề tiếp theo thì là vấn đề là chăm sóc con hàng thì mọi người có thể tham gia cái chăm sóc hàng đây nhá người ta sẽ giải quyết cho mọi người mọi thông tin về cái nền tảng này nói chung là mọi cái lỗi luôn tiếp theo là một cái nhiệm vụ hàng tuần ở nhiệm vụ hàng tuần này thì mọi người sẽ làm nhiệm vụ mới nhiệm vụ hàng tuần nói chung thì nhiệm vụ này thì sẽ giúp cho mọi người kiếm đồng detox nha người nhá. Đó như mời được 3 người này, mọi người sẽ nhận được 500 đồng detox. 100 người là à, 5 người sẽ nhận được 100 đồng detox, được chưa? Và xem video thì sẽ nhận thêm là 100 đồng detox nha người nhá. Ok này, nói chung là nhiệm vụ học tuần này thì nó rất là nhiều. Ok cho mọi người như là 10 thành viên nạp tiền này, đó sẽ nhận được 1000 detox khi người ta nạp được thành công là hai lần, hai à, người. Và tiếp theo là nhiệm vụ mới. Đó, nhiệm vụ hàng tuần này thì nói chung là nhiều quá đọc hết cả một đó mọi người thể là mời được 10 người đăng ký đó sẽ nhận được 500 đồng dt nhá Ok đó là những cái thông tin về cách kiếm tiền này đăng ký tài khoản này liên hệ với dịch vụ chăm sóc hàng của các nền tảng này và video của mình xin phép là dừng tại đây nhỉ, mọi người nhá Còn những cái vấn đề như thông báo này hoặc là đăng bài đó mọi người có thể đăng bài hoặc là livestream người ta sẽ trao giải cho người quà nhá Nói chung là giống với tiktok thôi đó thì đó là vấn đề kiếm tiền trên nền tảng ấy nhá Ok cảm ơn mọi người đã xem video của mình chúc mọi người kiếm được tiền trên những ứng dụng kiếm tiền online